Xin chào các bạn nha, mỗi năm mình làm hàng năm hóc đá của em đây. Ngày nay mình sẽ làm cái hàng hóc với cái loại là những gì đó chưa. Các bạn thấy em được đang ở trên độ cao, rất là cao. Biết bao nhiêu nữa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.